15 quái xế bị khởi tố sau màn biểu diễn tốc độ ở Sài Gòn. 15 thanh thiếu niên, trong đó có nhiều sinh viên, học sinh, đã tụ tập đua tốc độ ở quận 12 khiến cảnh sát phải nổ súng vây bắt. Ngày 14 tháng 4, những người này bị công an quận 12 khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Họ được tại ngoại vì phần lớn là sinh viên, học sinh, lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, có lý lịch và địa chỉ cư ngụ rõ ràng, được gia đình bảo lãnh. Theo điều tra, các bị can tham gia nhóm đổ xe trên mạng xã hội, rủ nhau tham gia biểu diễn tốc độ. Trưa ngày 26 tháng 3, nhóm này rủ nhiều người đến đường doanh nghiệp 6 hướng ra quốc lộ 1. Khu vực phường Tân Hưng Thuận, quận 12, tụ tập thành đoàn rú ga, nẹt pô, đua xe. Nhận tin báo, tổ phòng chống đua xe trái phép thuộc phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp công an quận 12 chốt chặn, vây bắt. Nhiều quái xế lao vào các con hẻm nhỏ tìm đường trốn khiến cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên, khống chế. Trong 34 người bị đưa về trụ sở, cảnh sát xác định 15 người có hành vi vi phạm pháp luật hình sự, số còn lại bị xử lý hành chính.